chị nghĩ giống ai cũng nói em quen BD hết trơn. Tới ngày đám cưới luôn á mà bạn em với bầu xô á còn mắc lại hỏi: ê sao tao thấy mày lấy BD uổng vậy? Đầu vô cái cũng nằm nằm kế bên vậy đó. Thì ôm cái lúc đó mặt mày này ghê lắm, tôn trọng tôi nghe, tôi về đó, tôn trọng tôi nghe. Ông lần nữa tôi về đó, tôi thấy ông Hiền cũng vô đây, ông đừng làm trò đó, tôi về đó, tin không? Tôi hứng luôn. Kỳ ta, tự nhiên vô gieo giấc mơ vậy đi đóng tiêu. Hai em. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả trường quay. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Châu Việt Trường, năm nay em 33 tuổi. Công việc em là ca sĩ tự do, đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em là Dương Thanh Trúc, em năm nay cũng 33 tuổi. Cũng là ca sĩ tự do, hát dòng nhạc Euro và cải lương. Hai vợ chồng cũng là ca sĩ đúng không? Dạ. Mà có hát chung song ca nhau hay là mạnh ai đi hát một cái dòng nhạc riêng của mình? Dạ, tại vì con này hát cổ, còn ảnh hát nhạc trẻ nên không ai liên quan. Tức là hai đứa là hai cái khác nhau luôn. Dạ. Trúc là hát cải lương hả? Dạ. Đó, rồi. Sao gặp ta? Ước gì mà nhạc trẻ xong rồi qua cải lương lắm. Nó có một ta? Cái show đi. Hồi gặp nhau là hai đứa phải lòng nhau, nhưng mà ông Trường là cua Trúc nè, đúng không? Dạ. Đúng không mà dạ? Dạ đúng. Ồ hay quá vậy. Hay chưa vậy? Thôi kể đi. Sao nè? Em với vợ em là biết nhau lâu rồi. Dạ mười mấy năm trước á. Em có đi vô em hát cái chương trình lễ cưới. Xong xuôi là em gặp bà này lúc mới vô bà hát thôi. Xong xuôi cái em bẵng đi một thời gian lâu cỡ Mười mấy năm á. Coi như là mất nhau mười mấy năm. Dạ. Tại vì hồi xưa cô biết không, ổng chê con xấu. Hồi xưa là ảnh là đi hát bên tập kỹ, còn con là hồi xưa mới vô nghề là con hát bên đám cưới. Cái ảnh nói em bé này sao lúa quá, ảnh nói chuyện. Vậy đó cô hả? Thương mình đó nữa. Dạ, tức lắm á cô. Trường thì chê cưng lúa đúng không, nhưng mà cưng có để ý Trường dạ không? Cũng chưa có ai để ý, tại vì bên tập kỹ qua thì ít nói chuyện với tụi con. Tụi con là MC tiệc cưới thì cũng ít có nói chuyện với bên tập kỹ, tại thấy người ta chảnh hay sao. Cái cũng không thèm. Không nào ưa nào trơn. Không gặp lợi thì đứa nào cua đứa nào nè. Vô tình em đi hát về á, lướt Facebook gì nè, ai giống bé hồi xưa mà nó đen đen xấu xấu nè. Sao hôm nay trông lạ quá. Đẹp quá. Chỗ đó. Dạ chỗ ra đó. Lúa chỗ đồng đó. Sao nè. Xong xuôi cái em mới lướt vô, em vô mình lận. Ai quen quá. Cái đầu bên đây trả lời: bé hồi xưa ông chê số quách nè. Vậy đó hả? Cũng còn tức xuống cơ dạ. Bớt bột. Trong khoảng mười mấy năm á thì em có người yêu không? Dạ ai cũng có hết, tại vì trai lớn rồi gái lớn lên đó, đều có. Nhưng mà cái lúc đó là dạ, đang tình là trạng như thế nào? Chia tay hết rồi. Độc thân đúng không? Độc thân dạ. Đó, rồi sao nè? Rồi cái ổng mới nói chuyện qua lại, cái đầu ổng rủ thôi vô Messenger để nói chuyện. Lúc đó là viết trên Facebook. Anh ta mới xin cho gặp mặt. Rồi cái ngày đầu tiên gặp mặt thì sao? Cũng gần Tết em ha. Dạ. Em bữa đó em bỏ show, vợ con cũng bỏ show luôn. Mà lúc đó vợ của em đó đi tắt niên. Cái đầu em mới nhắn tin, em nói sao chắc chết cha, chắc cho leo cây hay lúc sao. Lúc đó con phá máy luôn cô. Con tính là vô tiệc vui quá rồi, mà ông này xưa ghét ổng nữa, thôi phá máy cho ổng leo cây. Cái con suy nghĩ vậy, hứa với người ta mà người ta nhắn tin, ta nói bỏ show tội nghiệp quá. Cái thôi mở máy ra hỏi ông có gặp tôi không. Đây trả lời liền luôn cô. Đây canh mà, đang cầm thổi canh mà nghe cái tăng mừng quá. Gặp gặp phải không? Dạ. Rồi xong rồi hai đứa gặp nhau quán cà phê đó, cái gặp nhau đó. Ở ngoài đó, đó. Đúng không? Cái cảm giác đầu tiên khi mà gặp lại sao? Em ngồi quán cà phê em đợi cỡ nửa tiếng, bước vô thì em cái hình em gặp là em cái giật mình, em suy sụp luôn. Suy sụp sao? Xấu quá, trong hình nhon quá mà sao ở ngoài bự quá. Tại vì con thấy ảnh ở trên hình nó rất là men rồi, chụp hình nó thấy ảnh lớn vậy lắm. Thế con suy nghĩ là ông này ổng chắc ổng cao dữ lắm mà. Con quất cái đôi bốt mà chắc tắt rưỡi ở trong ha. Rồi con đội thêm cái nón hip hop, rồi con mặc thêm một cái áo thun rộng nữa. Con nói như vậy thì mới xứng với ảnh. Gần mấy tám. Con dạ đúng rồi. Rồi sao rồi gặp Trường thì sao con? Con điện con hỏi ảnh đâu. Cái ổng đứng lên ổng đưa tay ổng nói ảnh đây nè, cái con có cửa chết cha hố rồi. Nói giờ không lẽ quay xe về ta. Vô cái đầu em nói lần đầu tiên gặp bạn trai mà con nói cô xỉn. Xỉn luôn. Cái mặt đỏ ké mới đi tiệc về. Mới đi tiệc về. Xỉn mà đen đầu luôn á. Đi vô lạng chạng vậy nè. Gặp thứ dữ rồi. Gặp thứ dữ. Nói nhìn trên Facebook sao thấy hiền quá mà sao ngoài dữ gì không biết. Lấy bình tĩnh lại. Gặp cái cô này chắc lần này về chắc gút luôn. Mất hồn mất xác luôn đó. Mất xác luôn. Vừa vô kéo ghế đặt ịch xuống vậy nè. Em muốn gì em muốn đi. Làm cho ly cam. Cái tay gì nè cô? Cái tay DJ luôn. Cái tay nè. DJ. Làm ly cam đi anh. Trời ơi. Nói bụng chết rồi, sắp đổ rồi. Sắp đổ rồi. Rồi quay qua
với Hường quá bụi, đi xe bụi chết rồi, hụt hẳn hoàn toàn luôn. Con tự nhiên đàn ông đúng không, y chang đàn ông luôn. Gán đi Trường ơi, tự nhủ lòng gán nửa tiếng rồi về về rút luôn chứ này không ổn rồi. Đó rồi vô ngồi nói chuyện một hồi, hồi thấy cô ta cũng nội tâm với cũng tình cảm, rồi về cho nhau một cơ hội tìm hiểu vậy đó. Nhưng mà tại vì giọng nói của bạn này có đáng yêu lắm nè. Dạ con là thẳng tính nè, rồi vui tính nữa, con hay làm trò lắm. Nên nhiều khi con hay ghẹo, con thấy vô cái anh ta cứ khép nép, mà cô biết không, cái hình ảnh ban đầu đặt vô mắt con là chết cha rồi, không lẽ mình quen sinh viên ta. Anh có chút ép hả ha, mà mặc cái áo sơ mi trắng mà ủi lắng con luôn. Đầu là vuốt sụ sụ xuống kiểu Hàn Quốc á con. Rồi ha, miệng thì cười chành mà nước da anh trắng bách ha. Nhìn mặt ông này chắc chừng 26, 27 chứ gì trời. 2 năm trước là vợ 31 chồng ha. Vô cái mắc cỡ nữa cô. Kêu ly nước cam ha, để là uống tới gần về luôn, còn yên nguyên ly nước cam. Cái con thấy vậy á, con giả bộ nói con hỏi toilet đâu, đừng con đi. Vừa đi quay vô quay ra ly nước cam sạch bách không còn. Trời ơi, nó mất hồn á, uống không nổi luôn. Con khát nước, nói chuyện một hồi nó thao thao thiện khát nước. Cái nói chết cha, uống thì nó kỳ quá. Mới quen nữa, gặp kỳ quá. Tao quýnh giá. Quýnh giá. Đó. Vợ em vừa quay lưng đi vô. Dứt liền cô. Kéo rồi. Rột tranh thủ. Nhưng mà cái lúc đó là đã có vẻ thích chưa? Thích cô này chưa? Cũng chưa nữa. Nhưng mà còn em thì sao? Nói sao mà ẻo lão quá trời, mà nói chuyện cười ha, cười đưa nghe hàm răng. Nói hả mà nói chuyện hắt tóc. Dạ. Bả rồi. Bả, nghi là bả mà khôn lắm cô. Em cho anh xin tìm hiểu, hai đứa mình tìm hiểu nhau. Nhưng mà ra điều kiện nha cô. Mình làm ở trong nghề này là đừng có công khai. Anh không muốn công khai sớm, để tìm hiểu thật chín chắn rồi mới công khai. Sao kỳ kỳ ta, quen mà không cho công khai là thấy có cái điểm gì kỳ kỳ vậy nè. Mà cũng thôi kệ, anh nói cũng có lý. Ok. Bạn bè em á, mà tiếp xúc với anh á, có ai có đồng suy nghĩ giống ai không? Cũng nói em quen BD hết trơn. Tới ngày đám cưới luôn á, mà bạn em với bầu xô á còn mắc lại hỏi: ê, sao tao thấy mày lấy BD uổng vậy? Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà lúc nào thì con chính xác là anh không có BD. Bao lâu? Dạ chắc khoảng gần cưới á, khoảng 2-3 tháng sau á. Mấy tháng thì hai đứa cưới nhau? Dạ 3 tháng à. Nghĩa tại vì nói lại chung thì hai vợ chồng quen nhau cũng trắc trở lắm. Cũng có trong 3 tháng mà trắc trở dữ lắm em. Chắc lắm, trở lắm, mấy năm nỉ cưới bà sớm đến ào ào. Đâu em mới kể một cái sóng gió mà nó nặng nhất. Tại vì em đi hát á, fan họ yêu thích nhiều quá. Sau này em công khai 1-2 tấm hình vợ em lên Facebook á, vô cái chửi quá trời luôn. Vô chửi mà còn nhắn tin cho con nữa. Chửi con à? Không dạ. Có chửi con mà nói xấu anh này. Chân dạ. Chuyên là chân chuyên ở cái về phần xã hội. Chứ còn về phần gia đình thì ok đúng không? Gia đình thì hối thúc. Nó còn một cái lý do gì mà khiến coi như là em 3 tháng em phải cưới cô này cho bằng được không? Nó còn cái lý do gì nữa không? Dạ tại vì á cũng đầu qua. Đầu qua dữ lắm, thấy hiền hiền vậy chứ đầu qua dữ lắm. Là em đòi cưới. Ảnh đòi cưới tại vì là giống như... Nếu vậy thì em phải đào qua thì ổng mới đòi cưới sớm chứ. Dạ không, cái này nó tréo ngoe là gì nè. Ảnh đi tỉnh, cái hai đứa cũng cãi, cũng có cãi tại mới quen mà cũng có nhiều điểm bất đồng. Cái ổng nói chuyện với ổng có một tuần à, ổng đăng hình bạn gái. Dạ, rồi cái bạn gái đó lại tưởng là như ổng chọn người đó rồi, cái lại nhắn tin ngược cho con. Bạn gái cũ hả? Bạn gái mới luôn á, trong lúc hai đứa giận nhau cái thằng chả đi tìm hiểu. Cũng quơ quào á. Dạ, chứ cái này là xây cua á cô. Kêu ổng là nói rõ, một là quen, hai là chia tay. Ổng mới nói là thôi anh chọn em. Nói chung là cũng cãi dữ lắm. Cái con không tin, cái con bỏ con về nhà con. Đại lúc đó là ảnh có kêu con lên phòng thu của ảnh á, ảnh cũng làm phòng thu nữa, rồi ảnh quay MV luôn, là lúc đó ảnh làm cho con luôn. Ảnh mới năn nỉ, ảnh mới nói là thôi bây giờ là cưới đi, để là không có còn những cái vấn đề mà bên ngoài nữa. Em làm chủ cuộc sống của anh rồi thì không còn ai phá được nữa. Kiểu là cũng châm chế cô, châm trước cho mình á, nói là người ta phá không à. Nhưng mà điều tra ra là người yêu. Cái con đâu có chịu cưới cô, gây lộn mấy lần đuổi con ra khỏi nhà luôn. Tưởng kèo dưới mà hóa ra là kèo trên đó hả? Dạ. Rồi xong vì lý do đó mà phải cưới đúng không? Dạ. Nặc đòi là bắt là cưới. Dạ, với lại khi mà về nhà thì thấy ba mẹ chồng á với anh em chồng ai cũng hiền hết á. Hiền dữ lắm nên là con thôi cũng cưới luôn. Với mẹ bên con á, nó thôi cũng lớn rồi. Mày cứ đi lông bông mày đi đâu có 2-3 tháng mày quải ba lô cái mày về. Mày đi lông bông tôi sợ mày cũng giới tính vậy. Trước cái tháng thứ 3 đó là test luôn. Như vậy là chứ không phải là đợi tới đêm tân hôn mới test đúng không?
Không, đúng không? Tết trước chứ. Dạ. Tết trước chứ. Tết trước. Tại vì cô biết sao không? Ông. Lúc đó cũng gần cặn cặn Tết vậy nè. Cái mít bài xong xuôi cái này. Ở đây hỏi bà cô hát đâu, rủ lên chơi. Cái mặt nguyên một áo dài đi lên đó nó được à, được à. Cái nó em đi hát về mệt thì vô rửa mặt rửa mày đi. Rồi vô phòng anh nằm đi. Nghe lời cô, đi te vô phòng luôn, nằm còn khô vậy đó. Em ở ngoài em nói ngon à, ngon. Tắt máy liền, khách điện tới. Thôi thôi thôi, anh hết thu rồi, anh đi làm. Rồi đi làm. Sao? Xinh cô, xinh quá trời luôn. Đầu vô cái cũng nằm nằm kế bên vậy đó. Thì ôm ôm ôm. Cái lúc đó mặt mình này ghê lắm. Tôn trọng tôi nghe. Tôi về đó. Tôn trọng tôi nghe. Ông lần nữa tôi về đó. Tôi thấy ông Hiền cũng vô đây. Ông đừng làm trò đó. Tôi về á, tin không? Tôi hứng luôn. Kỳ ta. Tự nhiên vô gieo giấc mơ vậy đi đóng tiêu. Xin hoài luôn không bỏ cuộc. Em thương anh đi, thương anh đi. Mà cái mặt thương cái mặt tội lắm luôn. Cái mặt tội lắm mà cứ em thương anh đi. Thương ông rồi ai thương tôi. Thảm thương lắm. Rồi tới lần thứ bao nhiêu thì con mới đồng ý. Cỡ 2 tháng sau. Cái sáng nghĩ là mình là phụ nữ, mình là bạn gái, mình ra mình làm việc nhà, mình giặt đồ rồi cho ổng. Vô đứng chống nạnh như đàn bà vậy cơ. Ai cho giỏi quá vậy, ai cho vô đây ngồi này kia. Con hết hồn vía con bay ra ngoài. Mà bà chống nạnh như đàn bà vậy. Bà chống nạnh rồi. Bà chống nạnh. Cái con nói tưởng sao bay vô ngồi giặt thính bơ cô. Nói nè, mấy cái việc này là phải để cho anh. Mà thiệt cô, từ hồi lúc đó tới bây giờ là quần áo nhà cửa là ảnh không. Dạ nghe. Dạ cái từ đó tới sau ấy thấy thương. Bây giờ tụi em cưới được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Gần 2 năm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ thôi, bây giờ đến cái phần quan trọng lắm. Phần này là phải chuẩn bị tâm lý nha. Bây giờ em nói trước đi. Đó, người đàn ông này có tật xấu gì không? Chồng em thì ảnh là ảnh hiền dữ lắm nha. Có cái tật xấu mà kinh điển mà không thể nào mà chấp nhận được, đó là giận lên cái la như đàn bà. La bài Hải phải không? La bài Hải à cô, mà con nói cô ha. Giận hồi sáng ha, là ổng nhai hoài. Tới chiều ngày nào ổng cảm thấy ổng đã cái nư ổng thôi. Nói hoài hả? Nói hoài luôn anh. Em nhiều khi em giận lắm, nói em đang nhai cái gì. Cái ổng nói thì tôi tức quá bà cho tôi nói đi. Nó đã là tôi nghĩ. Mà hai vợ chồng là chưa bao giờ giận nhau quá 2 ngày. Hầu như là sáng giận là ảnh nói đã nư là tự vô năn nỉ. Và là chiều là về thôi. Với lại ảnh kỹ tính đó cô. Kỹ tính cực kỳ luôn. Nhiều khi á, con đi làm về mệt á, đồ đạc con để mà chưa kịp dẹp lỡ đồng la. La từ trên lầu mà giọng chứ dội dội vậy đó. Trời ơi, thương quá. Nhưng mà giờ cái phần giặt đồ là mặc dù có máy giặt rồi nhưng mà là có máy giặt nhưng mà đồ đi diễn là giặt tay. Đồ đi diễn là giặt hết. Dạ, đồ đi diễn với đồ con là phải giặt tay hết, là từ hồi quen cho tới bây giờ, hiện tại bây giờ luôn là giặt đồ, ủi đồ đi diễn của em luôn. Rồi lau nhà, lau cửa, nói chung tất cả công việc nhà là ảnh làm hết. Nấu nướng ai nấu? Nấu nướng thì mẹ. Mẹ chồng. Rồi em ở nhà em làm cái gì? Em giữ con. Đừng có nói ví dụ con, đi chợ, ổng cũng con đi luôn nha. Dạ, ảnh đi luôn. Ôi đi luôn à, lúc, hả? Dạ. Lúc đầu thì hai chồng cùng đi, đèo nhau đi. Cái tới chừng khi mà mang bầu, cái em ngán, cái em làm biếng, cái dao cho ảnh đi luôn tới giờ. Rồi đi có trả giá đâu không? Trả giá hơn em luôn. Trả giá mà mấy bà đó, mấy bà bán rau bà nói, ê, mày có phước lắm mày mới lấy được chồng này nha, tao sợ nó rồi đó. Cưng quá hả? Thôi chương trình này mà phát lên nữa là mấy chị bán rau bán cá chắc khoái em lắm á nghe. Không mà ai cũng thương em hết trơn anh Thuận. Mấy cô, mấy chú, mấy bác đồ à, bán rau rồi đó, gặp mừng lắm. Nó sợ là ghẹo thôi. Dạ, chứ thật sự kêu ông hỏi ông có vợ chưa, gã gái. Dạ. Khi em trả giá cái vợ em ngồi sau ngại á, quèo quèo nè, cái nó không có gì hết á, để anh. Ông tính chi ly luôn á cô, ngồi tính mà con nhức đầu luôn á. Tính lại anh, tính lại. Nãy à, thí dụ như đó, bự ngàn, em thấy không? Cái lợi chỗ thịt heo 5.000, 15.000. Cái chỗ kia gạo được 5.000 đến 20.000. Được ly trà sữa. Lời được ly trà sữa. Nhưng mà người ta rất thương con. Tức là người ta gặp là người ta cười, gặp là người ta cười vậy. Cái lỗ tai với cái miệng này á, là hay nghe ngóng ở bên ngoài dữ lắm nè. Tức là khi mà anh không ưa ai á, anh không ưa ai trong nghề mà có áp lực hay là gây lộn với ai, họ không ưa ai về có tâm sự với con. Vậy là con là chịu trận. Giống như anh giận ở ngoài là anh giữ cái mối quan hệ á, anh muốn như cái không khí nó hòa nhã đó, là không bao giờ mà cãi với người ta đâu. Dễ bắt đầu nhai, nhai cho con nghe, nhai từ sáng tới tối. Mà nhiều khi mà tức quá cô biết không, 3 giờ phi rồi không cho con ngủ. Nhai hoài cái con năn nỉ anh ơi thôi cho em ngủ đi. Gắn xíu nữa đi em, gắn xíu nữa anh hết tức. Nhai xong đi rồi mới đã cái cơn nữa hả? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó Trường. Cô ấy có tật xấu gì không? Dạ em thì nói chung cũng không có nhiều anh. Chỉ có gì nè, giống như đồ đi hát về diễn cái bỏ đầu nằm cái. Cầu thang cái. Cái kẹp đồ đó để tùm lum hết trơn. Cái
chống lạnh thôi. Xô diễn khác. Ủa bữa đó ông dẹp tôi đâu, ông để đâu, để đâu. Cái đó nó cái gì cũng một mình tôi làm, mình tôi làm sao nhớ nổi. Nó hay càm ràm. Cái nhiều khi em cũng đi hát về phía đi tỉnh rồi đó. Cái vừa mở tới nhà cái đi bước xuống cầu thang. Đưa cho em cái gì cô đưa cho con gì cô biết không? Cái cài. Rồi xong xuôi mất kiến, chùi đàng hoàng. Vô làm nhiệm vụ thiêng liêng đi. Thao đồ từng nay chưa giặt. Rồi cái kêu vô anh rồi anh giặt giùm em đi. Đồ trắng không à. Em giặt không nổi. Giặt giùm em đi, cái ngồi cũng thương cũng ngồi giặt nữa phía giặt hoài vậy đó. Đúng rồi. Tại chồng cưng ghét con hư với bộ. Em lúc có phước. Anh không cho con làm ghét con lúc quen. Lúc con chưa có gia đình cũng vậy luôn. Ở nhà là làm cho mẹ đồ hết luôn. Giặt đồ hết nhà luôn. Mặc dầu có mấy giặt nhưng mà thích được chăm sóc gia đình tại đi suốt với con. Anh là chỉ có cái đàn bà thôi chứ thật sự là anh không có gì xấu hết. Ở nghe nè, đừng nói à, là cũng có đi nhậu nhẹt khoái bia bọt rồi nha. Dạ không, con em hả? Em là từ ngày gặp ảnh là biết ảnh không nhậu, ảnh không biết em nhậu. Không nghe cái mùi là đâu. Em bỏ luôn. Tại vì tối ngày hẹn nhau là ảnh cứ rủ đi trà sữa không. Trường, có mong muốn vợ thay đổi gì không? Mong muốn vợ gọn gàng lại xíu với bớt càm ràm em lại. Tại vì nhiều khi em làm phi á, đi hát về phi cái ngồi máy tính phải mít bài nữa, dựng MV cho người ta nữa. Cái càm ràm việc nhà việc này kia cái bực lên cái đầu có chuyện. Nhưng mà gây lộn đứa nào thắng? Con lúc thắng. Nào đang thắng lúc nào cũng thắng hết chồng là con ngồi suốt, tức là cứ cự cự ngồi nghe kệ nói gì nói, ngồi bấm máy tính hoài làm hoài làm hoài làm hoài. Nó sao nãy giờ tôi nói ông nghe vậy không? Nó nghe dạ biết rồi. Đó, dạ biết rồi dạ. Mà nó nói vậy hoài hồi cũng làm biến cãi ha, làm biến gây nữa dạ. Chồng con là lâu lâu nhiều khi bộc phát dữ lắm, dồn vừa công việc vừa ở ngoài đời rồi quá dồn dữ lắm mới bộc phát thôi dạ. Chứ thường thì là ít lắm, nhưng mà tự anh bộc phát là cũng tự gánh năn nỉ à. Rồi con sao không mong muốn Trường thay đổi gì? Con mong muốn là giống như chồng con á, cũng bớt càm ràm. Nói chung hai chồng cũng hợp tánh là hay càm ràm. Chứ những lúc mà hai chồng cãi lộn mà giống như vợ có lỡ lời cái gì đó thì chồng cũng gán kìm nén. Với chồng con thì có cái tật hay la mà hay nói nhiều cái câu để cho con buồn á. Nói bị tổn thương á, phải không? Bị tổn thương á, nói nặng á. Rồi nói nặng xong rồi tự động xin lỗi. Biết sai, biết là anh tức quá anh nói. Nhưng mà thật sự những cái đó làm cho con bị tổn thương. Không, nhưng mà bây giờ nó phải là từ hai phía. Ví dụ như bây giờ con biết chồng con nhiều áp lực thì con phải chia sẻ cái áp lực đó, đừng tạo thêm áp lực nữa. Ví dụ vậy thì là từ từ con sẽ thay đổi được cái cọc tính của chồng con đó. Thời gian sau này thì con cũng thay đổi nhiều, giống như con cũng hiểu ảnh áp lực vậy đó. Tại hồi trước mới, tại quen nhau ít do quá rồi lấy luôn nên con không hiểu. Bây giờ thì con cũng đã vậy là hiểu rồi đúng không? Biết sao nhiều khi nhà Trường, nhiều khi á mình kiểu như mình là cái người mà cầu toàn và chu đáo quá, thành ra mình cứ quán xuyến mọi thứ, mình thấy cái gì mà giống như là không phải tay mình làm mình không yên tâm, thì cái đó làm cũng một phần là tự mình làm cho mình khổ. Đó cô cũng vậy đó, nhiều khi cô cứ hay bị đa đoan quá đó, rồi cái tự mình mệt tự mình khổ thôi. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ là mình không làm thì chắc là cái công việc đó nó sẽ không chạy hoặc là như nào, nhưng mà thực ra mình cứ né ra thì mọi thứ nó vẫn chạy. Có điều nó sẽ không chạy bằng mình thôi, nhưng mà sẽ một lần hai lần ba lần riết rồi sẽ phải quen, kiểu gì nó cũng sẽ đạt được. Thì nói chung là cô giờ cũng đang học cái cách mà tạo bỏ bớt áp lực cho mình, cho bản thân mình đi. Nó là vậy đó. Rồi, hai vợ chồng này quá đáng yêu rồi. Và phải nói là chúc mừng em khi mà em gặp một người đàn ông mà rất là tâm lý. Và cái thứ hai nữa, biết chia sẻ rất nhiều công việc nhà với người phụ nữ mình như vậy là rất là quý. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn cô, cảm ơn anh. Sau khi gặp anh ấy rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Yêu cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy, không phòng thủ gì, em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng. Ăn. Ở nhà mình bị ăn. Đúng rồi. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Chào hai em. Chào anh chị ạ. Hôm nay cho chị đoán. Rồi chị đoán đi chị. Chị nhìn chồng em là chị biết chồng em không phải người Việt. Không biết là chồng em là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Em là người Hàn Quốc à? Chưa.
Em chào một câu bằng tiếng Hàn mà thật dài cho anh được không? 안녕하세요. 홍건 씨 안녕하세요. 꼭촌 씨 안녕하세요 여러분. 진짜 mọi người, em tên là Bình Minh. Cô giáo đặt tên cho em là Trong Bình Minh. Ờ. Vâng ạ. Mà tên Hàn Quốc của em là gì? Tên Hàn Quốc là Trong In Chol. Năm nay em 34 tuổi ạ. Trong In Chol. In Chol. Chol. Trong In Chol. Vâng ạ. Trong In Chol. Trong In Chol. Không nói được thì nói đi. Bình Minh. Và hiện tại em làm quản lý nhân sự hành chính trong công ty Hàn Quốc tại Hà Nội à? Ồ, ở Hà Nội. Ủa? Hai vợ chồng em ở đang ở Hà Nội. Thôi giờ tới em, mà em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Phương, em 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm tại về mảng đầu tư của một tập đoàn giáo dục ở Hà Nội. Hồi nãy có nghe Bình Minh nói là cái tên Bình Minh này là do cô giáo đặt cho em. Đây có phải cô giáo? Cô giáo dạy tiếng Hàn Quốc à? Chắc là người yêu cũ chuyện như không phải em. Không, không phải, không phải. Em sang Việt Nam lần đầu tiên là tháng 2 năm 2013. Lúc đó em đi học tiếng Việt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô giáo dạy tiếng Việt cho em đã đặt tên cho mỗi người trong lớp học. Trong mỗi người, mỗi người một tên. Mà em thì được tên là Bình Minh. Rồi cơ duyên nào mà em gặp cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này? Em trả lời, bọn em quen nhau thông qua Zalo. Thì có một hôm anh có Zalo tên là Nick là Trong Bình Minh, thì có nhắn tin với em. Thì lúc đấy em thấy là người này bảo là người Hàn Quốc, nhưng mà nhắn tin thì nhanh nhanh nháy như là người Việt Nam luôn. Sợ lừa đảo ấy chị. Đấy, sợ lừa đảo. Nên là em cũng không trả lời nhiều. Sáng cứ nhắn tin là chúc em buổi sáng vui vẻ nhé, trưa chúc em ăn ngon miệng nhé, tối chúc em có một buổi tối hạnh phúc nhé. Cũng giống nhiều người khác nên mình cũng không để ý lắm. Một thời gian sau thì em có chia tay người yêu cũ, hay là thử gặp cái anh này xem có gì hay. Thì lần đầu tiên gặp nhau thì bọn em hẹn ở một quán ăn Nhật Bản. Thì cảm giác đầu tiên khi mà em gặp anh Bình Minh đấy là anh này cao, to, đúng kiểu to em thích đấy. Và đẹp trai hơn ở trong ảnh. Ở trong ảnh thì cứ kiểu chụp ảnh như này chị này, xong rồi như này. Em không thích kiểu đấy, mà em thích kiểu phải phong độ, phải manly cơ đấy. Chụp rất là tự tin đúng không? Cứ như này, mình không thích. Xong rồi nói tiếng Việt lại giỏi, xong rồi giọng lại đáng yêu. Tự dưng đang nói chuyện tự dưng con méo là gì? Là con mèo. Xong tự dưng lại cái lỗ gì? Cái lỗ cắm điện ấy, hóa ra là cái ổ cắm điện. Xong ice cream, em có là ice cream không? Nên là em cũng thấy đáng yêu, nên là lúc đấy câu chuyện tình yêu bắt đầu. Bình Minh. Vâng ạ. Tại sao em lại làm quen với cổ trên Zalo? Có phải là em chỉ nhắn cho mình một mình cổ thôi, hay là nhắn cho nhiều cô gái? Và lúc đó thực ra là em đã nhắn tin cho một số cô gái khác. Em xem là những cô gái mà hình ảnh đại diện đẹp. Sau đó em lựa chọn vợ của em. Xem là hình ảnh thì thấy là người này là người mà em đang tìm. Thì em đã thử nhắn tin, nhưng mà bạn này không trả lời nhiều. Em đã mất 6 tháng được mới vợ của em đồng ý gặp em lần đầu tiên. Gặp em lần đầu tiên ở quán Nhật đó đúng không? Lúc ban đầu thì em xem là vợ của em thì đẹp hơn trong những hình ảnh trên Zalo. Mà em cảm giác là vợ của em là dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính, tốt tính. Và có thể cũng là xinh đẹp như Coca-Cola. Rồi sau cái bữa ăn đó là chắc chắn là cái việc mà nhắn tin cho nhau chắc là cuồng nhiệt hơn nữa đúng không? Sau khi gặp anh ý rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Yêu cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy. Nên là em cứ bảo là tìm hiểu đã. Sau đấy thì ngày nào cũng muốn gặp em. Buổi sáng thì qua nhà em bảo là em đã ăn sáng chưa? Alo em ăn sáng chưa? Em bảo là chưa. Thế là đã đứng ở trước cửa nhà em mua bánh mì này, mua sữa gạo Hàn Quốc cho em rồi. Nên là đã thích rồi, tim đập rồi. Xong rồi buổi tối làm việc xong thì lại em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, thế là đã có trước cửa nhà em rồi. Thì lại cho em đồ uống Hàn Quốc, rồi thỉnh thoảng tặng quà, tặng nhẫn, tặng vòng đấy. Nên là thích. Đổ ngay. Em, ngoài cái việc đó ra thì ảnh còn có những cái cử chỉ gì lãng mạn hơn nữa không? Em thì hôm đấy đi làm xong, hai đứa ăn KFC gần nhà em. Thì lúc đấy tay mon men nắm.
Nhưng mà nắm cái kiểu mà em biết là rất là ngượng và ngại rồi. Xong mà mặt cứ đỏ bừng lên ấy. Sau đấy nắm đi với nhau một lúc, chỗ này hơi tối tối một tí, thì bắt đầu muốn ở đây. Hôn mép. Hôn mép. Hôn mép ở đây. Thì lúc đấy cũng nói với em là em ơi, nếu mà em đồng ý yêu anh thì anh sẽ yêu em. Hôn bản thân anh. Hôn bản thân anh luôn, hôn luôn. Khi mà quen nhau rồi, bởi vì là anh ấy thường đến nhà em, nên là quen nhau được khoảng 10-15 ngày thì em cũng cho vào nhà giới thiệu với bố mẹ. Nhưng mà thực ra là mới đầu thì gia đình em không thích. Bởi vì bố mẹ em bảo là sao mày lại yêu người nước ngoài. Người nước ngoài nó yêu á, nó chỉ cho vui thôi. Sau đấy là về sau nó về nước đấy. Dọa em như thế, nhưng mà lúc đấy thì mình cũng tin tưởng ở cảm xúc thật của mình. Và hạnh phúc của mình là do bản thân mình quyết định ấy. Nên là em cứ làm theo trái tim mình thôi. Cho đến bây giờ thì bố mẹ em lại quý như con trai luôn. Rất là yêu con rể luôn. Bây giờ Bình Minh là ở đây với ba mẹ của Bình Minh hay là chỉ một mình Bình Minh thôi? Chỉ một mình thôi ạ. Bây giờ là tụi em ở riêng rồi. Bọn em ở riêng, bọn em ở riêng. Thế cái lúc đó là Bình Minh thuê nhà hay là đã mua nhà rồi? Lúc yêu em là thuê nhà thôi. Thuê nhà, vâng. Rồi em có hay tới nhà của Minh chơi không? Bọn em quen nhau mới 10 ngày thôi. Thì đúng vào một ngày mùng 10 tháng 10 năm 2017 thì lại là sinh nhật của anh ý. Nên là lúc đấy đã bảo là em ơi, sinh nhật anh thì anh không cần quà đâu, mà anh muốn là em nấu ăn cho anh, sau đấy lại đến nhà anh và cùng chúc mừng sinh nhật với nhau. Thực ra lúc đấy mới yêu chị ạ, nên là em không phòng thủ gì. Em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi, nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng, ăn. Ở nhà mình bị ăn. Mình bị ăn hả? Đúng rồi ạ. Nhưng mà anh có ăn đồ ăn của em chưa nè? Anh ấy ăn, nhưng mà ăn chỉ ăn 5 phút thôi, ăn qua loa thôi. Xong rồi lại bắt đầu ăn những cái khác. Rồi là hai đứa là bao nhiêu lâu thì cưới? 2 năm thì cưới. Bây giờ cưới nhau về có tật xấu gì lòi ra không? Cho Bình Minh nói trước đi. Đó, Bình Minh. Vợ của em là tật xấu rất nhiều. Tính cách không ngăn nắp, hay đồ lung tung vừa bãi. Lúc thức chân thì ném đồ. Lúc thức giận ném đồ. Ném đồ. Nhưng không bao giờ ném là điện thoại của mình. Có nghĩa là ném đồ người khác mà không ném điện thoại của mình. Chỉ là ném đồ mà giá trị nhỏ nhỏ thôi à? Mà lúc thức giận thì đánh chồng. Đánh chồng mà nó. Mà đánh như thế nào? Đánh như thế nào? Em đã bị tắt má 2 lần rồi à? Ôi, bị tắt 2 lần rồi. Vâng hả? Không phải là kiểu mà nhẹ nhàng, không phải là kiểu mà dịu dàng đâu à. Tắt. Có thiệt không? Thật à? Là lúc đó là đang giận lắm đúng không em? Vâng, bởi vì thực ra là em cũng nóng tính. Tắt lúc đấy thì sướng lắm, nhưng mà lúc sau này cũng thương ấy. Bởi vì là anh ấy cứ đứng yên cho mình tắt ấy. Thương rồi làm sao? Vẫn phải xin lỗi em đã. Xong đấy thì em mới đồng ý, xong rồi lại bình thường lại. Đánh trùng không ạ? Đánh trùng. Dữ lắm. Đáng sợ. Em sợ không? Em sợ. Cái lúc mà vợ em tức giận á, mà tát em như vậy á, có khi nào mà em phản ứng nào không? Em chỉ là bị tát thôi à? Không dám làm hành động gì khác. Bởi vì dữ giống như mà sư tử, con hổ. Cho nên là không dám làm gì khác à? Vâng ạ. Giống như sư tử Hà Đông à? Rồi em rồi sao? Bây giờ tới em đó. Tật xấu đấy là thích giảm cân, nhưng mà buổi sáng thì ăn 2 bát cơm, buổi trưa thì cũng ăn, nhưng mà đến đêm 12 giờ toàn ăn hết nước dừa này, sữa tươi này, cơm này, xong rồi cơm ăn hết chén một mình một quả dưa hấu to tướng, ăn hết, ăn xong cân từ 92 cân lên 94 cân, xong rồi lại bảo là tại em đấy nên anh mới bị tăng cân, tại em. Con tật xấu đấy là sạch quá. Bình thường anh ấy đi làm về thì sở thích của em đấy là em hủy ở hai bên cổ này, bởi vì em rất là thích cái mùi thịt của chồng em ấy. Thì em bảo là anh ít tắm thôi để em còn ngửi cái mùi đấy, nhưng mà anh lại tắm sạch quá, một ngày tắm 3 lần. Xem gió quá múc. Em chỉ là tắm 2 lần thôi à? 2 lần. Lúc thức chơi thì tắm 1 lần, nếu mà đi ra ngoài mà về nhà thì tắm 1 lần. Trước khi đi ngủ thì tắm 1 lần như này. Nếu mà thông thường thì đi làm về thì 2 lần thôi à? Mà trong trường hợp chủ nhật thì em không đi ra ngoài, không đi làm. Mà buổi trưa thì đi ra ngoài thì phải tắm. Cho nên là tắm 3 lần. Còn một cái tật xấu nữa đấy là không biết cách ôm. Lúc nào nằm cũng chỉ có một tư thế, hai chân dạng hết ra. Xong rồi em ơi, em ôm anh đi. Xong rồi em ôm sang bên này cái. Thế thôi, mỗi cái tư thế đấy thôi. Xong rồi còn nếu mà em không nhắc thì không ôm em đâu.
có hôm bảo là anh ơi em đói quá anh lấy mì cho em ăn được không, thì lúc đấy lại ôm em lại bảo không nhưng mà anh nhớ em lắm, anh không thể chịu được được, anh không thể xa em được. Lúc cần ôm thì mình bên chiêu trò quá. Em không muốn xa vợ của em, không chịu được. Còn tật xấu gì nữa không em? À, tật xấu là thỉnh thoảng hay ghen. Thỉnh thoảng mà em mặc quần áo mới hoặc là hôm đấy trang điểm hơi cầu kỳ một tí thì bảo là ơ, hôm nay em đi chơi ở đâu ấy nhở? Hay là em đi gặp ai à? Xong rồi lắm lúc đang nắm tay nhau mà em hôm đấy em vô tình ấy, nhân em thay đổi vị trí cái, kiểu tức giận lên luôn. Bảo là chắc là em đi gặp anh nào, xong rồi em giả vờ em chưa có người yêu đúng không? Em nhắn tin chat với cả đồng nghiệp thì không cho em gửi icon mặt cười ấy. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Lúc mà mình giận nhất, tức là nóng nhất lên là ở mức độ nào? Nói to lên xong rồi là, nhưng mà kiểu mặt kiểu nhăn nhó xong nhìn đáng ghét ý. Vậy thôi đó hả? Vâng, thế thôi, nhưng mà em ghét lắm. Có những hôm mà em cũng nóng tính lại luôn ấy, bởi vì em thích được chiều ấy. Có những hôm em tức quá em đóng luôn cửa lại, sao em cho ngủ ở ngoài luôn, mặc dù là lúc là em sai. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Chỉ mong là anh ấy cố gắng kiềm chế lại, lắm lúc mà tức giận ấy thì phải nói nhẹ nhàng. Và em rất là muốn là chồng em đối xử với em như là công chúa ấy, như là lúc mới yêu ấy. Em có con chưa? Em chưa. Vậy hả? Có mong muốn có con trong... Bọn em dự kiến là cuối năm nay thì sẽ bắt đầu kế hoạch là có em bé. Em có muốn chị chúc em cái điều gì không Bình Minh? Vợ em sẽ càng ngày càng yêu em hơn nè. Sẽ dịu dàng với em hơn nè. Không có nóng tính nữa nè. Em có muốn như vậy không? Vợ của em là biến sứ tử Hà Đông thành con mèo mèo. Con mèo dịu dàng. Và... vợ của em nếu mà học tiếng Hàn Quốc chăm chỉ hơn, kiên trì hơn thì sẽ tốt hơn ạ. Bởi vì gia đình của em sống ở Hàn Quốc mà không biết là tiếng Việt, học tiếng Hàn Quốc thì mới tiếp xúc và nói chuyện được. Cái đó mong muốn đó là hoàn toàn chính xác đúng không cưng? Vâng ạ. Trước khi kết hôn với vợ thì em đã nói một câu, em sẽ làm cho vợ của em sẽ hạnh phúc nhiều nhất trên thế giới. Mà thỉnh thoảng hai vợ chồng có xung đột xảy ra nhưng không phải là lớn, mà em sẽ cố gắng rất nhiều để làm cho vợ hạnh phúc nhiều nhất. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và chúc luôn cuối năm nay hai vợ chồng em sẽ đón nhận một tin vui. Vâng ạ. Và năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời mang hai dòng máu Việt Hàn. Cảm ơn anh chị ạ. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi. Nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em, chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nhiều. Quay về một cái con số 0, lại bị ổng lăng nhăng. Đó, lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh? Linh nói con thì mê gái dữ lắm chị ơi. Mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều. Tại vì người thật tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em. Thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Và mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của đôi vợ chồng thứ nhất. Rồi tôi đã nhận ra hai rồi. Nhận ra rồi phải không? Mời chị em. Đây chắc có lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra đây là một cặp đôi rất là hot. Đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mà yêu thích TikTok thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra cặp đôi này là ai rồi. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin mời hai bạn ha làm đúng thủ tục, đó là giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh. Em năm nay là 34 tuổi. 34. Và em ở đến từ Hà Tĩnh và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái. Em cũng 34 tuổi bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh. Lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Hai bạn làm sao gặp nhau?
Cơ duyên nào, ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở trong sông Bài. Tại Marina Bay Sen. Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn, trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá. Xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là bọn em ở Việt Nam hả? Mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Ủa mà lý do gì sao mà em không trả lời? Tại vì em không thích thấy ổng, lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ cũng bẩn á. Nhìn ổng dơ dơ cũng bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Hay sạch tóc? Lúc đó ổng có tóc, phải ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó có mấy cọng le que anh vậy là đẹp rồi, trong em ngày xưa xấu lắm. Hối đúng không? Hối mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á, sọc sọc á, lúc nào cũng ankani, nhìn ổng già lắm. Em tưởng đó ổng là người India. Đeo hả? Tại vì em không thích người India hay bị hôi nách á. Em không có thích lạnh hơn. Tại vì em nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng xong mà cái ngày đó thắng thua nào? Không, bữa đó là chưa thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Ảnh là cái bữa đó tiền. Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow, ok đấy. Là lúc đó có xin được không? Lúc đó thì vẫn chưa, vẫn xin chưa? Vẫn không cho. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. Đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này? Cũng lâu lắm á, tại vì một tháng. Em có bồ ở đó. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore. Nhưng mà là ảnh biết em có bạn trai không? Biết mà ảnh vẫn cua. Bồ em á thì biết tiếng Việt hơi. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thằng kêu wow, có gì? Nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi, em nói bảo anh khùng cái gì anh nhắn tin. Không, anh nhắn lộn em ơi. Mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Không cố tình mà. Rồi thằng bồ em dặn. Bao lâu bồ em mới bỏ em? Chắc cũng vài tháng anh. Chịu không nổi đúng không? Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là còn những chiêu cái... á, còn cái chiêu nào nữa không? Còn show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số. Thì bắt đầu em tạo Viber. Chặn Viber thì em lại mở cái like. Và nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác và để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác, lại nhắn tiếp. Đó, thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em có chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Trời ơi. Cảm giác em sao? Để cảm giác hỏi bây giờ. Trời dễ sợ quá. Thật sự mà nói lần đầu tiên á, với mấy thằng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Tại vì ổng phá mình á, mình ghét lắm. Là em chặn hết, xong rồi em nói là anh với em không thể nào đâu. Thật sự mà nói em không thích trai miền ngoài. Em làm bên cái ngành làm đẹp á, thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ. Ổng thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thêm ổng ăn mặc xến xúa nữa. Cái thời trang có phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào. Với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe kiểu này chắc nhức đầu chết luôn rồi. Mà không ngờ ổng chơi chiếu. Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam là em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. Em biến mất trên thị trường chứng khoán luôn đó. Rồi sao? Thì sau đó bạn này mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? Dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. Cá đã cắn câu rồi. Sau một tuần đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Thì quay lại sinh nữa? Dạ. Em mới nhắn cho bạn nói là anh mới qua này, đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là
một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi nhưng mình phải bắt đầu phải chảnh lên. Bắt đầu làm cành cao, cành cao lên rồi lúc đó em sao? Thì em biết ông này ông cũng chảnh mà thì cũng đi ăn thôi. Lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình cũng còn bạn trai, chưa có chia tay. Em mới nói với ảnh là ngày mai em sẽ đi tàu casino chơi với bồ em rồi. Cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bồ em, là bồ em cho người lại đón em. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi. Kiểu như ổng tấn công trước đó chị. Ổng hớt tay trên á. Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Sao em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. À, biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Còn đi với anh nè. Ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10 nghìn thì nó là bình thường. Còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đúng rồi, đâu đó mà mình cảm thấy thương ổng. Là bắt đầu là thương ổng, là đi theo ổng. Dạ đúng. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có chính thức có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. À, tình cảm của hai đứa có yên ổn không hay là có sóng gió? Dạ rất là nhiều sóng gió. Khi đó em ở mới sinh thì tính lấy chồng ở sinh cho nên mới ở, thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại, thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số không. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn. Mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ tất cả vì ổng. Đó về lại thì bị khổ lại, lại bị ổng lăng nhăng. Đó lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh? Linh nói con thì mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai mà không mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng khác là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi được vợ em. Xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Thì lúc đó là bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được. Thì thôi đi kiếm người khác. À vậy đó hả? Ủa như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? Cũng 4-5 năm nữa. 4-5 năm mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm chứ, lấy nhau mới 7 năm á. 7 năm. Chia tay 2 năm. Chia tay 2 năm. Thật ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về tính cưới em lại. Thì gặp lại anh này, có một bệnh rất là nặng, tưởng nó là chết á. Nói chung là cũng có một cái người cô ở bên ở ngoài vô thăm rồi kêu con em qua thăm ảnh, thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới, là một cái duyên. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi thì kêu qua, thì mình qua thì thấy ảnh bệnh gì đó mình đang sốc không có nở. Thì tức là lúc anh Linh bị bệnh nặng đó hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó em bị sốt xuất huyết. Dạ đúng rồi. Thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Có nghĩa là chị hiểu điểm cái mối đó là lúc đó là em bị xong, thì lúc đó em cũng có bạn gái. Vợ em cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng lúc đó vợ em bị nổi cháy rạ nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Cái là hiểu là vợ mình thương mình thiệt đúng không? Sau này là lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi, thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái còn em chia tay chồng em đi. Rồi xong mình đến với nhau thì vợ em nói là không thể được. Thì lúc đó đang nói chuyện đó thì bạn gái của em đến. Rồi sao rồi ba người nói chuyện với nhau? Thì lúc đó em nói với bạn gái mới của em á, nói là không, đây là vợ cũ của anh. Bây giờ vợ cũ quay về. À vậy đó. Như vậy là sao cái bữa đó là em lại chia tay với anh kia nữa đúng không? Thật ra có một thời gian em cảm thấy rất là gay gắt. Bạn đó người Sinh hả? Người ta rất là tốt, nhưng mà em nói thật sự thì người ta chỉ nói với em một câu thôi. Nó kêu bằng mày tao. Nó nói nếu như mày đã chọn rồi thì mong mày là hạnh phúc.
người ta không có nói gì nhiều. Em lên Linh rồi anh cũng thương mình, là hạnh phúc, mình cảm thấy nó không còn suy nghĩ tới. Chứ ban đầu thì cảm thấy rất là buồn. May là sau này em được như vậy á, em cảm thấy cũng được hạnh phúc. Chứ mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều. Tại vì người ta tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em, thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Thì thôi bây được giờ... như vậy là rất là vui rồi em. Dạ. Và thậm chí nếu như mà người ấy ở bên Singapore, nếu như có xem được chương trình này thì chắc chắn người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Cũng cảm thấy vui là bởi vì thấy em hạnh phúc và nghe được cái điều mà em vừa nói. Là bởi vì em đã tìm được cái hạnh phúc của em, là người này đã thay đổi cuộc đời của em. Và bây giờ bắt đầu anh rất muốn biết thay đổi như thế nào. Sau khi mà hai vợ chồng cưới nhau rồi đó, thì hai người đều thay đổi 180 độ hết. Ai xung quanh cũng bất ngờ về việc mà thay đổi của mình. Đấy, vợ em cũng trước đây thì hay đi chơi, ngủ lúc nào 11, 12 giờ mới dậy. Thì bây giờ là vợ em rất dậy rất sớm. Cái này em dậy là vợ em dậy. Rồi xong rồi cũng chăm chỉ đọc sách, rồi làm việc. Đọc sách cũng là thay đổi tất cả mọi cái chứ không giống như ngày xưa nữa. Giờ còn xào chén nữa không? Không. Hết rồi. Hết rồi. Thôi như vậy là quá tốt vậy rồi. Vậy là hay quá. Thôi bây giờ nói chuyện vô thay luôn chị ơi. Phải có cái chuyện kia chứ. Cái vụ kia. Cái chuyện mà lấy nhau rồi mới lòi ra tật xấu đó. Chứ phải có chứ sao mà không có được. Đúng, đúng mình con người mà đúng không? Dạ. Thì vợ em chỉ có một cái duy nhất thôi là nóng tính. Còn lại mọi cái là đều ok. Ổn hết đúng không? Em ngày xưa thì là rất nóng tính. Thì sau này em lấy vợ em lại điềm tĩnh lại. Là bây giờ nóng cỡ nào, nóng cỡ nào? Nóng nhiều lúc là ví dụ như có một lần bọn em đi Nhật thì em đưa cả công ty đi. Thì lúc đó vợ em mới mua 4 cái áo cặp, là có hai cặp, có một gia đình kia với là gia đình em. Thì vợ em nói là chồng mặc đi. Thì em mới nói là không, anh đưa tất cả toàn bộ đội ngũ đi. Thì anh là lãnh đạo công ty, làm sao mình có thể mặc đồ riêng như vậy được. Thì vợ em bắt đầu chửi sùm lên hết. Đó, thì trên đường đi taxi ấy, lúc đó em giải thích em nói, vợ em tán cho em cái. Vợ em tán cho em cái. Xong ra đến sân bay là vợ em quay về luôn, không có đi nữa. Thì lúc đó chỉ có mình em đi thôi. Thì em đặt Grab đưa cái vali của vợ em về. Lúc đó em có lỗi thì tại lúc đó đang có bầu. Hình như là trong người không được có tỉnh táo. Đúng lúc rồi, đó bầu hay nóng lắm nha. Đúng đó em nóng ghê lắm. Em thay đổi kinh khủng lắm. Nói là chửi dơ dơ vậy, kiểu như y như bà điên vậy đó. Thôi như vậy thì lại là không phải là cái lỗi nóng rồi. Cái đó sau là... này thì sau này vẫn nóng hả? Em phải kể chi tiết sau này khi mà đã sanh rồi. Đến bây giờ vẫn thi thoảng vẫn còn nóng. Đúng là cái nóng tính bây giờ chứng thỏ. Bây giờ thì nóng hơn ngày xưa thôi, đỡ hơn cái thời mong bầu thôi. Nhưng rồi bây giờ còn tật gì nữa nè? Đối với vợ em thì chắc là chỉ có mỗi cái đó thôi. Còn lại một cái là ok hết. Rồi thế còn em, chồng em sao? Chồng em thì cái gì cũng giỏi, nhưng có cái ông hơi mê chơi. Mê cái môn gì là ông chơi ghê lắm. Cho nên mỗi lần ông đi chơi như vậy cái bắt đầu em hơi bị sợ. Tại vì ngày xưa mà ông cua gái là cua đứa nào là phải được đứa đó. Phải dính đứa đó đó. Cho nên cảm giác mình cũng hơi sợ. Mình sợ sau này ông mê con nào nữa chắc ông bỏ gia đình nữa. Cho nên em sợ là cho làm như thế nào cho ông kiềm chế lại được. Đỡ tức là đỡ. Biết điều chỉnh cái đam mê đúng không? Dạ đúng rồi. Biết điều tiết á, tức là điều tiết lại cái đam mê. Cân bằng lại. Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc mà lấy nhau về, có nghĩa là 5 năm ở với nhau, ổng có đáng kém bên ngoài không? Cái đó thì không. Nhưng mà em là em sợ sau này thôi đúng không? Dạ tại vì cái người xưa người ta hay nói mà giang sơn vậy đợi bản tính có dời á, cho nên em cũng hay sợ. Sao em không nghĩ đến một cái việc nó ngược lại? Cái chuyện đam mê á và sống chết với cái đam mê của mình, đó là cái bản tính của ảnh rồi. Thì trong cái đam mê nó có rất nhiều thứ, mê gái, mê chơi, mê làm ăn, mê công việc, hoặc là mê một cái môn nghệ thuật hoặc là môn thể thao nào đó. Thì nếu như bây giờ á, ảnh em hướng cái mê đó, né hết cái chữ mê gái với mê chơi đi, hai cái né ra, thì còn lại những cái kia nếu ảnh mê được thì quá tốt. Tại vì nếu như ảnh mê những cái đó thì ảnh không còn thời gian đến mê gái với mê chơi nữa. Hiểu chị đúng không? Đó. Tánh ổng á không có xấu gì hết. Chỉ có một cái là mê chơi, nếu ở nhà mà mỗi khi nó đi chơi là xúm đồ là đi một cái một gì đó, không báo trước với vợ con gì đó, gọi điện không được thì là mình lo thôi. Chứ ở nhà thì tánh thì lúc nào cũng vui vẻ, giỡn như đứa nít gì đó. Chị cảm giác là vợ em vẫn còn cái điều gì mà chưa nói với em á. Thì nãy giờ chị ngồi nói chuyện với vợ em thì vẫn có cảm giác đó. Hôm nay nhân cơ hội đến chương trình Vợ Chồng Son, thì như chị Vân vừa mới nói thì anh cũng rất muốn Linh đi, mình đàn ông mà đúng không? Anh rất muốn em thể hiện bằng lời nói, bằng hành động gửi đến cho vợ mình nhân cái dịp mà đến với chương trình ngày hôm nay.
chỉ cần là vợ tin tưởng, bởi vì chắc chắn là bây giờ em đã thay đổi rồi. Ngày xưa là chồng xác định rất rõ là khi mà mình chưa lập gia đình thì mình sống thoải mái, sao cũng được hết. Nhưng khi mà mình có gia đình thì có hai thứ. Thứ nhất là mình sẽ dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Thứ hai là buổi trưa và buổi tối là đều về nhà ăn cơm. Thì vợ thấy 5 năm rồi thì vẫn giữ nguyên một cái thói quen như vậy. Và 5 năm đủ thời gian để vợ tin tưởng rồi. Thì mình không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Vợ nói gì chồng đi cưng. Thật ra thì bây giờ vợ rất là tin chồng. Như có một cái người phụ nữ của mình mà chị có cái gì chết thương ở trong lòng rồi thì nó hay bị khơi dậy á. Với lại bây giờ thì chồng của em thì cũng thành công rất là nhiều, xung quanh thì nhiều người dòm ngó lắm. Cho nên em thì nói chung là phụ nữ mà lúc nào mình cũng muốn giữ cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc. Thì nói chung là nói không ghen thì thật ra là không phải, thì cũng có. Nhưng mà thật ra ở chồng em thì em cũng tin tuyệt đối. Chỉ mong là chồng làm cho mình nó rõ ràng một tí, là không còn gì để em phân vân nữa hết. Là tuyệt vời luôn, đúng không? Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ở nẹn thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà, bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Là qua rồi, cái vòng phụ huynh đó đúng không? Đúng rồi, ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá, ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm, rồi xịt dầu thơm đi làm. Nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Mình tắm lên một cụi nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai vợ chồng. Mời em giới thiệu. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả ạ. Em là Lê Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi và em đang làm công việc kinh doanh mỹ phẩm ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em tên là Đức Anh, năm nay em 33 tuổi, em đang làm chuyên viên của Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Hơn bà xã tới 8 tuổi luôn á hả? Dạ. Hai vợ chồng các em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai vợ chồng em thì quen nhau qua mạng. Lúc đó là em cũng là đang kinh doanh mỹ phẩm ấy. Thì anh có nhắn tin rồi theo đuổi em, mà lúc đó em là sinh viên. Thì... nhắn tin gì? Đòi mua mỹ phẩm hay là sao? Dạ không, nhắn tin cua thôi. Vậy hả? Dạ. Mà sao Đức Anh lại biết cái Facebook của cô này? Tại vì kiểu như giờ nghỉ trưa anh là mình rảnh mình coi, mình sợt thấy cô này cũng được nên là mình nhắn tin cua. Cái câu đầu tiên em nhắn là nhắn sao em? Nhắn chào hỏi rồi ăn cơm chưa chứ con kia. Có cái trả lời sơ qua thôi, còn hoặc là không trả lời luôn. Nhưng không biết sao có 3 năm sau ấy thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em nữa. Trời ơi, trong 3 năm đó là anh có thường xuyên là nhắn tin trao đổi với em không? Dạ không, lâu lâu thôi. Cứ nhắn tin xong bật thời gian rồi lại quay lại nhắn tin giống tiếp. Kiểu hên xui anh. Giống rồi... như mình bỏ vốn đó phải không em? Bỏ vốn như vậy là em cũng nhắn nhiều Facebook khác nữa. Nghĩa là xong rồi đến đâu có một ngày đó mưa tình cờ thôi. Anh cô ấy, vợ em mới đồng ý đi uống nước với em. Xong rồi đi ăn uống kia. Thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ở nẻ thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà. Bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Dạ. Phải không? Thì em gặp ngoài đời thì em thấy sao? Lần đầu tiên, ấn tượng lần đầu tiên á. Dạ, em thích lắm. Mà xinh không? Dạ, xinh. Giống hình nền không? Dạ. Vậy còn em thì sao? Thì ra uống cà phê thì thấy anh này cũng nói chung là tính tình cũng thiệt ý. Cách ảnh nói chuyện không có đi qua như mấy chàng trai khác. Thì mình cũng có cảm tình ngay lúc chắc đầu. Chắc là cũng đi ăn chân gà với nhiều chàng trai khác lắm rồi nè. Dạ đó, thì em đi với nhiều, rất là nhiều bạn bè luôn. Bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? 2-3 tháng sau thôi. Em bỏ vốn vô nhiều không? Có mà 2 đứa chân gà thôi. Còn có 2 dĩa thôi. Ủa, là sau đó là không có, có... Không có, nhưng mà vợ xử lý hết. Em trả tiền hả? Dạ. Ồ sao kỳ vậy? Ảnh có trả tiền cho mình lúc đầu thì mình cũng sẽ giao, mình cũng trả tiền qua lại cho anh lúc sau. Hai vợ chồng cứ trả qua trả lại thôi chứ không có cố định là một mình anh phải trả. Đó sao em hay quá vậy? Em cố tình em thử lòng thôi đúng không? Chứ em đi làm em thấy là nhiều cô cũng đẹp hết, nhưng mà anh giống kiểu bào quá bỏ chạy luôn. Bào quá, bào quá luôn. Còn có thử cổ nhiều cách khác nữa không? Em đến đón đi chơi, em lấy xe điện em chở đi. Xe đạp điện. Và lúc đó em có nghĩ ảnh là khó khăn không? Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ là anh đang khó khăn. Em thì không có quan trọng lắm cái việc là người yêu mình phải giàu vậy á.
quan trọng là người ta có ý chí làm thôi. Mà lúc trước ấy, trước đó thì em cũng có suy nghĩ là phải cưới chồng thiệt giàu, là phải quen toàn đại gia, đi ô tô này kia. Nhưng không biết sao gặp anh này thì em thay đổi hoàn toàn hết. Bao lâu thì mới là chính thức quen nhau, yêu nhau? 3 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Hôm đấy nói quen nhau là vợ đồng ý rồi. Nhưng mà bà kêu thôi dẫn về cho ba má xem chỗ bạn con như nào á. Cái bà kêu thôi chắc chú cháu mình làm tí. Nhậu đâu từ 8 giờ đến tầm 12 giờ hết thùng bia rồi. Chú kêu chứ, bà kêu chứ, thôi chắc làm chú 3 ly rượu nữa đi. Làm tiếp tới 2 giờ sáng luôn. Kiểu như là thử mình xem là có lầy lội lầy nghè hay không á. Xong đó sau em thấy ba cũng mệt rồi. Em bảo thôi chú ơi, cho con mệt, con xin phép con ngủ. Thế là coi như là hôm đấy xong qua vòng đó. Là qua rồi, cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá, ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. em có đưa bạn này về nhà bên em không? Dạ có. Lúc mà em quen vợ em, em không nghĩ rằng lúc đó nó xảy ra quá nhiều cái biến cố đấy. Bố em ốm trong vòng một tháng nữa, đúng một tháng, mất luôn. Nhưng mà lúc đó em quen rất nhiều cô lắm, cũng nhiều. Nhưng lúc đó nhìn có mối vợ đến phụ em. Em thấy luôn kiểu là ông trời sắp xếp cho mình. Xong rồi sau đám ấy thì em cũng nhấn về với thiệu mẹ đây là người yêu con kia đó. Vợ em giống kiểu một món quà ông trời sắp đặt cho em ấy. Nên rất quý. Từ cái lúc quen nhau cho đến lúc cưới đó là bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Trong 3 năm đó các em có ở chung với nhau không? Dạ có ạ. Lúc mà gần cưới thì cách mấy tháng ấy, gần hết sinh viên rồi thì ký túc xá cũng sửa lại. Người ta không có cho sinh viên ở nữa. Thì em cũng tính đi tìm trọ. Nhưng anh này nói thì đúng, thôi anh ở chung cư. Nên là qua ở với anh. Tại vì lúc đó anh không phải sống một mình, tại có mẹ anh nữa. Nói chung là mẹ anh cũng có xuống nhà em. Cũng nói là thôi cháu giờ nó không ở được ký túc xá thì thôi cho qua đấy, tôi nấu cơm, rồi nấu đồ ăn cho ăn, rồi đi học về vậy đó. Thế là ba mẹ em cũng đồng ý. Mới đầu thì kêu về ở với mẹ. Mẹ dụ, mẹ chồng là người dụ em về. Về ở chung với mẹ nhưng mà có ở phòng mẹ không hay là ở phòng khác? Em ở phòng khác. Phòng đó mấy người? Dạ có 2 người. Thôi, vậy biết rồi. Nhưng mà mẹ thì sao, mẹ em? Mẹ em thì lúc đầu thì không có biết em ở chung với anh đâu. Cứ nghĩ chắc ở nhà thôi nhưng là ngủ với mẹ. Với lại là mẹ có lên thì mẹ cũng không có ở lại buổi tối á, cho nên mẹ cũng không có biết. Thưa các em ở suôn sẻ đến cái ngày cưới là nó suôn sẻ đúng không? Suôn sẻ tới ngày cưới thôi, là do là nhiều khi có một mình em lo đám cưới thôi. Lo quá đến lúc mà ngày mai cưới rồi á, nhìn tối nay nó sốt mà sốt giống kiểu sốt siêu vi chị. Mờ mắt luôn, em không thấy đường luôn. Cũng may á có cái anh bác sĩ ở gần nhà, anh mới sang anh truyền cho cứ 2 tiếng một chai hạ sốt. 2 tiếng hạ sốt truyền tới sáng luôn đó. Đến lúc mà đi xuống nước dâu người ta cũng bia đúng không? Em lại có cái 2 viên hạ sốt trong đó. Trong nước lọc á. Cầm là cứ người ta uống mình uống, người ta uống mình uống. Trời tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ xong thì thấy hết là sau sốt. Đêm tân hôn là hết sốt luôn anh. Tụi em là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 1 năm 2 tháng rồi ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa, chắc là cũng biết được tật xấu của nhau đúng không? Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Chồng em thì ở dơ cực kỳ. Thì bình thường đi chơi với mình thì đưa đón mình thì chắc là ảnh biết là hôm nay đi chơi với mình, cho nên là tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm thơm phức ra. Mình đâu có biết đâu. Nhưng khi mà mình về mình ở chung á thì mới biết là không có tắm. Thế là ổng sợ tắm rồi sao? Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Lý tối do về là mình hửi hết là nhậu về sợ chết mình tắm lên một cụi nên thôi. Nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Rồi cái tật xấu gì nữa là nhậu nhiều á chị, tuần là đi hết 6-7 bữa luôn. Ủa bây giờ vẫn còn hả? Dạ. Vậy là sẵn em mong muốn chồng mình thay đổi cái gì không? Em mong muốn là chồng em bớt nhậu lại, về sớm với em và dành nhiều thời gian cho gia đình thôi. Dạ tại chồng em là cũng như là tuyệt vời lắm, chỉ có nhậu là hơi làm em buồn thôi, chứ còn chiều em cực kỳ chiều. Vợ thích cái gì cũng làm, vợ sai cái gì cũng làm. Nói chung là nhiều khi mà em ở trong phòng á, em khát nước, anh ơi ra lấy cho em ly nước, anh ơi em thèm xoài nửa đêm nữa không vậy á, anh đang ngủ mà em gõ anh, em nói là anh chạy ra anh lấy hết. Chỉ có cái việc là nhậu thôi. Rồi giờ tới bạn đó. Và em có cái đam mê là giống kiểu là muốn làm cái gì làm liền, đang thèm cái gì đó từ đi mua, không phải đi ngay, phải làm ngay. Nít mà em chấp làm cái gì mà mỗi lần mà không làm đúng ý là có ngắt có nhéo nguyên cánh tay luôn anh, coi như là không còn chỗ trống luôn.
quá bức xúc quá không làm được á. Biết rồi, đưa tay cô lên, làm phập lên. Đau. Cắn hả? Cắn chồng. Cắn hả? Ồ. Vậy tay đó rồi tay trái này phải rồi ngực thì tùm lum hết rồi. Khi khuya em đang ngủ mấy kiểu điên xỉn nhậu vậy, nhưng nghe nói phát trời ơi, nguyên một dấu răng ở đây. Cắn ở đây là cưng em ơi, cưng cưng thì mới cắn đây. Đau lắm, rất là đau. Dạ, tôi muốn cắn rồi, mỗi lần cắn rồi quạo rồi chết rồi, vậy nó cưng gì mà cưng, đau lắm. Đau. Nhưng người vợ người ta đang cưng chồng người ta mới cắn, ý là vậy, còn em đau kệ em. Nhưng mà bây giờ cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn là vợ chịu khó ăn uống xíu. Ừ. Khi vợ làm quá quên cả ăn luôn đó. Ngày ăn bữa hai bữa vậy đó, ăn lặn xạ vậy đó. Em mong muốn là thì lúc nào đó anh mà không có thời gian mà chăm cho em thì em cũng phải tự biết chăm cho tự mình, tự biết đúng không? Ăn uống mà đừng có quên ăn. Khi mà một người ốm là rất là nhiều chuyện xảy ra, nó mệt. Em lo rồi thôi. Đúng rồi. Dạ, tại vì công việc của em ấy thì nhiều khi đang nhắn tin với khách hàng hoặc là đang training các bạn ấy, thì mình đang hứng như vậy, mình không có dừng lại mình ăn được. Nhưng khi mà qua cái cử đói bụng á, thế là mình không có thèm ăn nữa. Ừ. Thì bây giờ em phải sắp xếp. Nhiều khi các bạn gọi đột xuất cho mình ấy chị. Thì đó, dạ. Ý chị mới nói là bây giờ em phải tìm đổi lại cái phương pháp ăn. Ví dụ như thay vì mình không đúng bữa thì mình sẽ ăn, mình ăn theo kiểu mà ăn vặt á, ăn nhiều bữa. Đó, cứ tranh thủ ăn được là mình ăn thôi. Vậy. Cái lúc mà cái sức mình bắt đầu nó cụp xuống rồi á, là vực lên không có nổi luôn. Đó, rất là nguy hiểm. Đó là chồng cưng quá, chồng mới để ý vậy đó. Còn cái chuyện nhậu của chồng thì thực sự là nan giải. Tại vì cái công việc của chồng em á, đối tác, bạn bè đủ thứ đúng không em? Bây giờ cũng hạn chế rất nhiều á. Bằng hết khả năng của mình em có thể... Cái nào mà em có thể chừa được hoặc là cancel được cái đó thì em cố gắng dành cho vợ. Biết là em cưng em chiều vợ đó, nhưng cái thời gian để cưng chiều đó nó ít ỏi quá thì chạnh lòng á em. Thực sự là chạnh lòng. Với lại bây giờ là chưa có em bé nha, cái lúc mà nhất là những cấn bầu á, trong cái thời gian mà 9 tháng 10 ngày á, là cái thời gian nó dễ tuổi thân lắm luôn. Rồi xong rồi sanh ra rồi ha, còn tuổi thân hơn nữa nếu như mà bên cạnh mình không có người chồng của mình. Thì cái việc này là hai em phải tự sắp xếp thôi, chứ không ai có thể can thiệp được trong cái cuộc sống gia đình của tụi em. Đúng không? Cô muốn có em bé chưa? Dạ em thì chưa, tính sang năm nữa cơ. Bé nó 25 mà, bé nó mới 25 thôi. Rồi, lo công việc và lo tận hưởng cuộc sống. Thôi chúc luôn đi hai em nha, mọi thứ suôn sẻ, công việc thuận lợi, phát triển nha. Qua năm sau muốn gì có đó. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn hai em.